Xin chào các bạn đã đến với buổi quay trực tiếp của Thành Viện Lớp Tâm Vật với mình Trà Rẫy. Hôm nay bên mình vừa tiếp tục thực hiện xong phương pháp chuyển màu trên màu cho chị khách hàng nha các bạn. Thì các bạn hãy cùng mình theo dõi hình ảnh trước khi và sau khi của chị nha. Đây là hình ảnh chân mày của chị trước khi thực hiện nha các bạn. Thì chân mày của chị trước đây đã từng thực hiện phun xăm. Thì thời gian lâu cái màu chân mày của chị bị nhọt và bị cũ đi. Thì hôm nay chị đến Thẩm mỹ viện Dr. Vĩnh và thực hiện lại phương pháp phun xăm chân mày nha các bạn. Thì với kỹ thuật chỉ màu chân mày đã giúp cho màu chân mày của chị tông nâu đen chuyển thành tông màu nâu đậm hơn, nó phù hợp với làn da của chị hơn nha các bạn. Và sau khi thực hiện xong màu này thì đã giúp cho khuôn mặt của chị nhìn sáng hơn nữa nha các bạn. Tông màu nâu cây rất là phù hợp với khuôn mắt và cũng như là cái màu da của chị luôn nha, giúp cho khuôn mặt của chị nhìn trẻ hơn và đẹp hơn nha các bạn. Màu chị khách này trước đây đã từng thực hiện combo nâng cung chân mày và lấy bọng mỡ mắt ở vùng mi dưới ở bên bác sĩ Vĩnh. Và hôm nay chị đến thực hiện dặm lại cái chân mày nha các bạn. Và đây là hình ảnh chân mày của chị trước khi và sau khi thực hiện chuyển màu chân mày nha các bạn. Rất là đẹp, rất là tự nhiên luôn nha. Và dáng mày của chị thì đã được bác sĩ vẽ lại cái dáng chân mày mới. Dáng chân mày mà nhìn rất là tự nhiên luôn nha các bạn. Với những các chị em nào mà đã từng thực hiện phun xăm lâu ngày, các màu chân mày của mình chuyển qua tông màu nâu đen thì các bạn có thể chuyển đổi qua tông màu nâu tây để cho cái phần da của mình được tôn lên nha các bạn, giúp cho cái phần da của mình cũng trong mình sáng hơn nữa nha, nhìn trẻ hơn nữa nha các bạn. Rất là đẹp, rất là tự nhiên luôn nha các bạn. Các bạn đang theo dõi còn cảnh hình ảnh trực tiếp của chị khách sau khi vừa thực hiện xong phương pháp chuyển màu chân mày nha các bạn. Các bạn có nhu cầu thể để số điện thoại đi được trực tiếp bác sĩ Vĩnh khoa thẩm mỹ bệnh viện Chợ Rẫy tư vấn, hoặc các bạn có thể gọi đến số 0905 388 576. Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi quay ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở buổi quay sau.